này rồi thì có thể trao đổi cùng với chị ở dưới phần bình luận nhé. Ok không nào? Hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận để cùng nhau chúng mình tiếp tục buổi thứ hai của chiến dịch ôn văn bằng sơ đồ tư duy dựa trên kiến thức của bộ sổ tay văn học mới ra của học văn chị Hiên các em nhé. Đồng ý không nào? Rồi. À, ngày hôm nay cũng có khá đông các bạn lên xem cùng với chị rồi đúng không? Cố gắng lên các em nhé. Chị biết là vào giai đoạn này thì các bạn đã bắt đầu ôn thi học kỳ rồi. Vậy thì chúng mình ôn bằng sơ đồ tư duy sẽ là một trong những cái phương pháp rất là hiệu quả đấy. Được không nào? Và chiến dịch này được lập ra cũng nhằm cái mục đích đó, đồng hành cùng với các bạn trong quá trình ôn thi học kỳ. Rồi, ok. Chị gặp các bạn rồi đây. Rồi, các em ơi, vào buổi tối ngày hôm qua thì chị đã cùng với các bạn chúng mình đi thiết lập một cái sơ đồ tư duy dựa trên cuốn sổ tay văn học Văn Xuôi để chúng mình làm về tác phẩm, về nhân vật ông hai trong tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân, đúng không nào? Và thử thách chị đặt ra cho các bạn đó chính là chúng mình phải làm một cái sơ đồ tư duy để phân tích bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu. Nhưng mà có vẻ như là các bạn đang bận ôn tập khá là nhiều môn đúng không? Chị chưa thấy có nhiều bạn phản hồi về cho chị về cái sản phẩm mà chúng mình làm được, về cái sơ đồ tư duy bài thơ Đồng Chí. Cho nên là các em cố gắng nhá. Chúng mình phải áp dụng luôn, học đến đâu chúng ta áp dụng phương pháp luôn đến đấy thì mới có thể đạt hiệu quả được. Hiểu không nào? Chị đã chia sẻ và làm mẫu cho các bạn về cái cách để chúng ta sử dụng những cái màu sắc như thế nào trong sơ đồ tư duy để nó rõ ràng các cái cấp độ ý để chúng mình dễ học hơn rồi. Thì hãy thử áp dụng vào trong quá trình làm sơ đồ tư duy của các em xem sao. Được không? Đó. Và thêm thế nữa là bạn nào mà thực hiện thử thách đầy đủ ấy thì còn có cơ hội nhận được học bổng để tham gia khóa học cùng với chị nữa cơ mà. Đồng ý không? Nhá, cho nên là cố gắng lên, chúng mình sắp xếp thời gian. Mỗi buổi phát trực tiếp như thế này, chị cùng với các bạn cũng chỉ trong vòng 30 phút thôi. Đấy, thì chúng mình lập sơ đồ tư duy cũng chỉ hết ít thời gian thôi. Mà cái hiệu quả ôn tập cũng rất là lớn nữa. Cho nên là các em cố gắng nhá, cố gắng tham gia chiến dịch này cùng với chị. Rồi, đó là buổi ngày hôm qua. Sang đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thiết lập một sơ đồ tư duy về một trong những tác phẩm trọng tâm của chương trình ngữ văn lớp 9 học kỳ 1. Đó là bài thơ Ánh Trăng. Chị đã ghi tiêu đề ra đây rồi đây. Được không nào? Về bài thơ Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy, thì ngày hôm nay, để thiết lập được sơ đồ ôn tập về tác phẩm này, chị sẽ dựa trên kiến thức cơ bản được chia sẻ cùng với các bạn ở trong cuốn sổ tay văn học lớp 9 tập 1, tức nghĩa là cuốn sổ tay chia sẻ về các kiến thức của các tác phẩm thơ mang tên là Hành Trình Về Miền Ký Ức. Được không nào? Đây, ở đây chị đã đánh dấu về cái trang có bài thơ Ánh Trăng của chúng mình rồi. Đây rồi. Ok không nào? Bài thơ Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy có rất nhiều những cái thông tin và kiến thức liên quan đến tác giả này, đến tác phẩm. Đồng ý không nào? Đó, rất nhiều. Và ở đây thì chị sẽ tập trung vào những cái bảng mà đã chia sẻ với chúng mình với các gạch đầu dòng là những ý chính cần phải có khi chúng mình phân tích theo bố cục của bài này nhá. Đây, bài thơ Ánh Trăng thì gồm có 3 phần, đó là vầng trăng trong quá khứ, vầng trăng trong hiện tại và suy ngẫm của tác giả về vầng trăng. Đồng ý với chị không? Đó, thì ở đây chúng ta cũng sẽ lập một cái sơ đồ tư duy dựa trên 3 ý chính này. Nhá. Rồi, mọi thông tin về sách thì các em có thể nhắn tin về cho chị để chị có thể tư vấn và gửi cho các bạn bản đọc thử để các em nắm rõ hơn. Đồng ý không? Rồi, còn ở đây thì chị sẽ dựa vào những ý chính này nhá, những gạch đầu dòng để có thể thiết lập cho các bạn sử dụng những từ khóa ở trong này để chúng ta có được cái sơ đồ tư duy mà nó ngắn gọn nhất mà vẫn đảm bảo đầy đủ kiến thức. Được không nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu với bài thơ Ánh Trăng nhá. Những thông tin liên quan đến tác giả hay là liên quan đến những vấn đề khái quát của tác phẩm như là hoàn cảnh sáng tác này, ý nghĩa nhan đề này, thì các em có thể tự ôn tập và thiết lập những cái bảng nhá. Các em có thể lập bảng, có nghĩa là trong một bảng đấy bao gồm tất cả các tác phẩm thơ mà chúng mình được học, hoặc là tất cả các tác phẩm trong học kỳ 1 chúng mình được học. Thì học theo bảng cũng là một trong những cái cách để chúng ta hệ thống hóa kiến thức dễ dàng. Còn ở đây, về kiến thức phân tích thì chúng mình sẽ sử dụng sơ đồ tư duy và sử dụng từ khóa các em nhá. Về bài thơ Ánh Trăng của tác giả Nguyễn Duy, nào chúng ta đến với phần đầu tiên, đó chính là vầng trăng trong quá khứ. Có nghĩa là đây, hình ảnh vầng trăng và con người trong quá khứ, chị sẽ sử dụng một cái màu này nhá. Về màu xanh đi, được không? Hình ảnh vầng trăng trong quá khứ, chị sẽ lấy từ khóa là quá khứ thôi, cho nó ngắn gọn. Biết như vậy là mình đủ hiểu rồi mà, nhở? Quá khứ. Rồi, ok, sẽ có nhánh đầu tiên lên đây, đó chính là quá khứ. Trong thời điểm quá khứ thì con người và vầng trăng như thế nào ạ? À, đúng rồi, đó là hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến khu ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ có nhánh đầu tiên.
Về phân tích thơ thì các bạn sẽ chú ý đến những cái biện pháp nghệ thuật hoặc là những cái hình ảnh mà trong đó có sử dụng nhiều những cái tầng ý nghĩa để chúng ta tập trung vào phân tích nhá. Trong hai khổ thơ đầu tiên, đúng không? Vầng trăng và con người trong quá khứ là được thể hiện qua hai khổ thơ đầu tiên như chị vừa mới đọc. Vậy thì trong hai khổ thơ này, đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đến gì nhỉ? À đúng rồi, đây, ở đây. Đó chính là biện pháp liệt kê những hình ảnh đồng, sông, bể cho thấy được một thiên nhiên bình dị, gần gũi, một tuổi thơ gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Đúng không ạ? Liệt kê. Liệt kê giữa đồng, sông, bể này. Ok chưa nào? Thì cộng với cả thêm nữa, ở đây chúng mình sẽ kết hợp luôn để ôn tập. Đó chính là cộng với cả điệp từ với, đúng không ạ? Điệp từ với. Để có tác dụng là gì nhỉ? Tác dụng là nhấn mạnh. Đúng không? Nhấn mạnh sự gắn bó nhá các em nhá. Nhấn mạnh sự gắn bó giữa thiên nhiên bình dị với cả con người trong quá khứ. Được chưa nào? Nhấn mạnh sự gắn bó. Tiếp tục chúng ta có nhánh tiếp theo. Bên cạnh biện pháp liệt kê và biện pháp điệp từ với, chúng ta còn có gì nữa nhỉ? À đúng rồi, hãy chú ý ở đây giúp chị. Đó chính là cái từ tri kỷ, được không? Từ tri kỷ. Thì tri kỷ ở đây có nghĩa là gì? Tri kỷ ở đây chúng ta cũng bắt gặp ở trong bài thơ Đồng Chí rồi đấy, đúng không ạ? Ở trong bài thơ Đồng Chí thì chúng ta cũng bắt gặp từ tri kỷ này, có nghĩa là những người bạn phải hiểu bạn như hiểu mình, tức nghĩa là những con người mà có cái sự thấu hiểu lẫn nhau, thông cảm cho nhau, đúng không? Ở đây tri kỷ thì đặt vầng trăng trong cái mối quan hệ trở thành tri kỷ với con người thì đã nhân hóa trăng như là một người bạn thân thiết. Là trăng, là thiên nhiên đây, chính là người bạn thân thiết với con người, được không ạ? Thân thiết với con người, đồng ý với chị chưa? Tiếp tục này, chúng ta có nhánh tiếp theo, vẫn là màu xanh để cho các bạn phân biệt các cái cấp độ ý nhá. Chúng ta còn để ý đến cái gì nữa nhỉ? Đúng rồi, từ lấy trần trụi kết hợp với cả biện pháp so sánh. Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Cộng với cả biện pháp so sánh. Để cho thấy tác dụng là gì nhỉ? Các em cứ nêu cái biện pháp đó ra, sau đó chúng ta có một dấu suy ra để suy ra đến cái tác dụng của nó. Đó chính là cho thấy được cái sự hòa nhập và gần gũi giữa con người với thiên nhiên. Đúng không? Trần trụi cơ mà. Rồi là hồn nhiên như cây cỏ. Vậy là thông qua tất cả những điều đó thì đến cuối khổ thơ chúng ta còn một ý nữa, đó chính là cái tâm niệm của tác giả. Ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Đó là tâm niệm. Nhưng tâm niệm này lại đi cùng với cả từ ngỡ nữa cơ, để nó cho thấy được là báo hiệu một cái sự biến chuyển về sau. Đúng không? Nếu như không có từ ngỡ này thì chắc chắn là cái tình cảm tri kỷ giữa người và trăng, giữa thiên nhiên và con người sẽ luôn luôn bền chặt như vậy. Nhưng ở đây là ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Ok chưa nào? Vậy là toàn bộ cái khoảng thời gian quá khứ này là cái sự gắn bó thân thiết giữa con người và thiên nhiên mà đại diện chính là vầng trăng. Đó chính là một cái quá khứ nghĩa tình tươi đẹp, là quãng thời gian tuổi thơ, là quãng đời mà con người ta vào sinh ra tử ở trong kháng chiến, trong chiến tranh, đúng không ạ? Tưởng chừng như là những cái điều đấy đã hình thành nên cho con người ta những cái tình nghĩa khó có thể phai mờ được, gần như không có gì thay thế được. Vậy mà sao? Vậy mà chúng ta đến với cả cái quãng thời gian, đó là trong hiện tại các em nhé. Vầng trăng và con người ở trong hiện tại. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng một cái màu khác để phân biệt với cả vầng trăng trong quá khứ. Rồi, thì ở đây con người và vầng trăng trong hiện tại, đó là gì nhỉ? Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Vậy là hai khổ thơ tiếp theo là khổ thơ thứ 3 và khổ thơ thứ 4 đem đến cho chúng ta những hiểu biết, những cái cảm nhận về con người và vầng trăng trong hiện tại. Đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến gì nhỉ? À, ở đây chúng ta sẽ chú ý đến hình ảnh hoán dụ. Hình ảnh hoán dụ đó là ánh điện cửa gương. Đúng không? Ánh điện cửa gương thì hoán dụ cho cái gì nhỉ?
À đây đúng rồi, ánh điện cửa gương chính là hoán dụ cho một cái cuộc sống hiện tại, hoán dụ cho đời sống hiện đại ở thành phố xa rời thiên nhiên. Được chưa? Hoán dụ nhá. Đó, hoán dụ cho cái gì? Cho cái cuộc sống hiện đại xa rời thiên nhiên. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta có gì nữa nhỉ? Để ở đây chúng ta còn có là cái phép so sánh như người dưng qua đường, thể hiện được cái sự dửng dưng xa lạ giữa con người và vầng trăng. Đấy, phép so sánh. Như người dưng qua đường để cho thấy cái sự xa lạ. Đúng không ạ? Vô cùng xót xa sau một cái quãng thời gian tưởng như là không gì có thể thay thế được, tưởng như là khắc cốt ghi tâm đấy. Thế mà bây giờ ánh điện cửa gương đã thay thế hoàn toàn rồi. Vầng trăng đi qua ngõ như người dưng qua đường. Rồi, tiếp tục nào. Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Chúng ta sẽ phải chú ý đến đảo ngữ. Đảo ngữ là thình lình này, là đột ngột này, đúng không? Và đã là đảo ngữ rồi thì tất nhiên tác dụng của nó sẽ là nhấn mạnh cái thứ mà được đảo lên trên đấy. Thì ở đây chính là nhấn mạnh cái sự đột ngột, sự thình lình, nhấn mạnh một cái điều bất ngờ mà con người không thể dự đoán trước được. Được không ạ? Nhấn mạnh sự bất ngờ. À ok chưa? Đó là xong biện pháp đảo ngữ nhá. Có nghĩa là khi mà trong quá trình chúng mình ôn tập dựa trên sơ đồ tư duy, là ở đây có các cái ý chính, chị cùng với các bạn sử dụng những từ khóa chúng mình thiết lập nên. Còn chúng mình để mà có thể hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh hoặc là một bài văn hoàn chỉnh thì có cần thêm nhiều những cái yếu tố khác nữa. Cho nên là không phải là các bạn đặt ra một cái câu hỏi cho chị là em ôn theo sơ đồ tư duy như thế này thì có chắc chắn là em viết bài được hay là viết bài có cái sự dẫn dắt uyển chuyển hay không. Cái đó thì các em cần phải rèn luyện rất là nhiều, được không ạ? Cái đó các em cần phải rèn luyện rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng mình phải nắm được vững cái kiến thức nền. Đó là những cái ý chính ở đây đã. Hiểu ý chị chưa? Rồi nhá, chúng mình có đảo ngữ, thình lình và đột ngột này. Chúng mình còn ý gì nữa không nhở? À, ở đây chúng ta có thấy cái câu thơ nhá. Vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Chúng ta thấy được ở đây còn hai ý nữa cơ. Đầu tiên là cái hành động theo cái phản xạ tự nhiên của con người, đó là hành động vội bật tung cửa sổ. Đúng không? Phản xạ tự nhiên, tìm đến thiên nhiên và tìm đến trăng. Một khi mà ánh điện cửa gương bị mất đi, một khi mà cái ánh điện ở trong phòng building bị mất đi rồi ấy, thì con người như một cái phản xạ tự nhiên, họ tìm đến ánh trăng. Rồi ở đó chúng ta sẽ thấy được cái sự đối lập giữa phòng tối om, phòng building tối om đấy, và vầng trăng tròn. Để thấy được là gì nhỉ? Để thấy được là cái nghĩa tình quá khứ ấy, vầng trăng tròn này chính là nghĩa tình trong quá khứ, thì vẫn luôn luôn tròn đầy, vẫn luôn luôn còn đó, dõi theo con người. Chỉ có con người mới đột ngột nhận ra bởi bấy lâu nay họ đã vô tình đến như thế nào. Không phải là trăng khi mất điện rồi mới xuất hiện, mà ở đây là con người khi mà bị mất đi những cái giá trị hiện tại rồi thì mới nghĩ đến và mới nhớ đến nghĩa tình ở trong quá khứ. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy được đó là nghĩa tình trong quá khứ vẫn luôn luôn tròn đầy này. Đúng không ạ? Vẫn luôn luôn tròn đầy, vẫn luôn luôn dõi theo con người, vẫn luôn luôn gắn bó với con người. Chỉ có con người là thay đổi, biến đổi đi, quên đi và vô tình mà thôi. Đó là hình ảnh trăng và con người ở trong hiện tại. Các em nắm rõ chưa? Được chưa? Ok chưa nào? Ở hai phần này thì không có quá nhiều những cái ý đâu, nhưng quan trọng là các bạn hãy bám sát vào với thơ và bám sát vào những cái biện pháp nghệ thuật để chúng mình phân tích nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với vầng trăng và con người ở thời điểm mà khiến cho tác giả có những cái suy ngẫm về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ lấy cái từ khóa đó chính là cái suy ngẫm của tác giả. Được chưa? Suy ngẫm nhá.
Thì trong cái phần suy ngẫm này chúng ta có những ý nào? Đầu tiên là phải nhẩm lại thơ các em nhá. Đầu tiên là phải nhẩm lại thơ chứ không phải là chúng ta học ý mà xong rồi xa rời với cả thơ đâu. Như vậy là đến lúc mà chúng mình bất chợt quên đi một ý thôi là mình cũng mất đi toàn bộ cái mạch chúng mình đang phân tích đấy. Nhớ chưa? Học thơ bao giờ cũng vậy là phải thuộc thơ chị. Đây rồi, ở đây nhá, chúng mình cùng soát lại trong sổ tay luôn này. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng, trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Đồng ý với chị chưa? Thì ở đây, đầu tiên chúng ta thấy cái câu đầu tiên nhá, ngửa mặt lên nhìn mặt, đó chính là điệp ngữ mặt kết hợp với cả điệp ngữ như là cùng với biện pháp so sánh để khắc họa sự vỡ òa trong cảm xúc khi bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về và dâng đầy. Đúng không? Ở đây chúng ta thấy được nhá. Viết rõ ra cho các bạn này. Thì chúng ta có đó chính là điệp ngữ mặt. Nhưng mà cũng có thể chúng mình sẽ bắt gặp những câu hỏi đọc hiểu đó là từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển. Thì từ mặt một ý, ngửa mặt ý, được không ạ? Chị ghi ở đây mặt 1 nhá, đó chính là nghĩa gốc. Được chưa? Còn từ mặt thứ 2 thì đó chính là nghĩa chuyển. Bởi vì sao? Bởi vì là tự ngửa mặt lên nhìn mặt thì mặt 2 này chính là mặt trăng, đúng không? Đây là được dùng theo nghĩa chuyển và chuyển theo phương thức ẩn dụ bởi vì là nó có cái sự tương đồng về mặt vị trí. Hiểu ý chị chưa nhá? Cho nên là đầu tiên chúng ta chú ý đến điểm ngữ mặt, ngửa mặt lên nhìn mặt, qua đó thấy được tác dụng của nó là nhấn mạnh một cái cuộc đối diện, một cái cuộc hội ngộ bất ngờ, đúng không? Một cái sự đối diện trực tiếp luôn. Sự đối diện trực tiếp giữa con người và vầng trăng thể hiện qua câu thơ ngửa mặt lên nhìn mặt. Tiếp tục nhá, chúng ta còn thấy này, như vừa nãy chị đã nói đấy, đó chính là điệp ngữ như là cùng với biện pháp liệt kê. Chúng ta lại bắt gặp một cái biện pháp liệt kê ở đây. Nếu như ở trong những khổ thơ đầu là liệt kê đồng, sông, bể, là những cái không gian mênh mông mà tuổi thơ con người cùng gắn bó và sống hồn nhiên cùng với thiên nhiên, thì ở đây lại là liệt kê đồng, sông, bể. Nhưng ở đây đồng, sông, bể chính là đại diện cho kỷ niệm quá khứ. Và kết hợp với cả điểm ngữ như là thì nó như là ùa về. Tất cả như đang ùa về trong một cái khoảnh khắc mà con người đối diện với vầng trăng, đối diện với một cái người bạn từng là tri kỷ. Hiểu không? Đấy, tiếp tục này, chúng ta còn có ý tiếp theo. Như là đồng là bể, như là sông là rừng, đúng không ạ? Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng là bể, như là sông là rừng. Vậy thì ở đây chúng ta cũng hãy cố gắng nhớ được cho chị nhá. Cái từ rưng rưng ấy, dưng dưng nó còn biểu thị một cái tâm trạng, đó chính là cảm xúc đang rất là dồn nén, một cái sự nghẹn ngào trong xúc động đang trực trào để có một cái cao trào tiếp theo. Đây ạ, dưng dưng, xúc động đến nghẹn ngào, nước mắt ứ động trong khóe mắt đang trực chờ một sự cao trào. Hiểu với chị không? Nhá, đây thì chúng ta sẽ chú ý ở đây, dưng dưng với cái từ khóa đó chính là sự nghẹn ngào, xúc động trực chờ một cái cao trào. Rồi, tiếp tục này. Đó là xong từ dưng dưng này, như là đồng là bể, như là sông là rừng, trăng cứ tròn vành vạnh, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ cho ta giật mình. Chúng ta sẽ chú ý đến hình ánh trăng nhé. Cả bài thơ thì đều là vầng trăng đấy, nhưng đến đây là ánh trăng rồi. Bởi vì sao? Ánh trăng này là một vẻ đẹp của vầng trăng, đại diện cho một cái thứ ánh sáng có tác dụng, có ý nghĩa là soi rọi cái phần lương tri còn tăm tối ở trong con người. Nhưng trước tiên hãy chú ý đến đặc điểm của ánh trăng ở đây. Đầu tiên nhá, trăng thì cứ tròn vành vạnh, rồi là im phăng phắc, đúng không? Để thấy được đây nó giống như là một cái nhìn nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng bao dung của vầng trăng đối với con người. Rồi kết hợp cùng với phụ từ cứ, được không ạ? Để cho thấy đây là một cái quá trình, trăng vẫn luôn luôn bất biến. Đồng ý với chị không? Nhá, chẳng vẫn luôn luôn bất biến rồi gì nữa ạ?
Kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình. Chúng ta hãy để ý đến ý nghĩa biểu tượng của ánh trăng ở đây. Đầu tiên, ánh trăng là biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên. Thứ hai, trăng ở đây còn chính là tình nghĩa của đồng chí, đồng bào của quá khứ, đúng không ạ? Của quá khứ nghĩa tình. Tiếp nữa, trăng còn mang cái biểu tượng cho một cái thứ ánh sáng giúp soi tỏ phần lương tri, ánh sáng giúp thức tỉnh con người, soi tỏ cái phần lương tri. Còn tăm tối nơi con người, đồng ý với chị không? Đó là ánh trăng ở trong hai khổ thơ cuối cùng. Tiếp tục ở trong phần này chúng ta còn để ý đến một cái từ, đó chính là cái từ giật mình. Cái trạng thái giật mình ấy, đủ cho ta giật mình. Thì giật mình này là cái giật mình đầu tiên là giật mình của sự hối hận. Cho thấy cái sự sám hối của con người. Nhưng giật mình này cũng là một cái giật mình thức tỉnh. Sự thức tỉnh của bản thân nhân vật trữ tình, nhưng cũng là sự thức tỉnh mà tác giả mong muốn con người chúng ta có thể nhanh chóng, đừng bị lún sâu vào cái sự vô tình, đừng bị lún sâu bởi những cái thứ hào quang lấp lánh của cuộc sống hiện tại, để rồi quên đi những cái gì từng là tri kỷ, từng là nghĩa tình với bản thân mình. Để rồi chúng ta sẽ suy ra một cái ý ở đây nữa, đó chính là thông điệp của tác giả, hoặc là lời nhắn nhủ, được không ạ? Lời nhắn nhủ của tác giả. Về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chị biết tắt nhá. Đó, hiểu chưa? Rồi, vậy là ở đây nhá, để xem cái lời nhắn nhủ của tác giả này. Lời nhắc nhớ của tác giả về lẽ sống, về đạo lý ân nghĩa thủy chung, về truyền thống uống nước nhớ nguồn của con người Việt Nam được thể hiện thông qua hai cái khổ thơ cuối cùng này của chúng ta. Vậy là chị đã cùng với các bạn, chúng ta thiết lập một cái sơ đồ tư duy về bài thơ Ánh Trăng rồi đấy, dựa theo những từ khóa có được ở trong cuốn sổ tay văn học. Đồng ý với chị không? Chị mong rằng là với cái cách thiết lập như thế này, với cái bố cục và màu sắc như thế này sẽ giúp cho các bạn dễ học hơn. Nhưng mà các em ơi, ở đây nhá, hãy hiểu giúp chị và hãy hiểu cái chức năng, cái tác dụng của sơ đồ tư duy. Đó là đem đến cho chúng ta những cái từ khóa để các em nhớ được những ý chính, không bị quên. Nhưng cái việc mà chúng mình diễn đạt và trau dồi cái quá trình diễn đạt đấy thì còn cần rất nhiều những cái yếu tố khác nữa, chăm chỉ viết bài này, có người hướng dẫn nữa, được không? Đó, cho nên là khi mà chúng mình ôn tập, trong quá trình ôn tập, ôn thi học kỳ, có cái gì thắc mắc hoặc là muốn có chị đồng hành cùng với các bạn này, hoặc là cùng với cả chị thiết lập những cái nhóm học tập, thì các em có thể tham khảo khóa học của chị nhá. Khóa học diễn ra và chị sẽ khai giảng luôn vào thứ năm tuần này. Trong khóa học đó thì bên cạnh việc chúng mình ôn tập kiến thức nền thì chị còn rèn cho các bạn cái cách để chúng ta diễn đạt làm sao để vẫn đầy đủ kiến thức nhưng mà có sự liên kết, kết nối giữa các đoạn, giữa các ý chính với nhau này, được không ạ? Rồi cách liên hệ mở rộng để chúng mình nâng tầm bài viết nữa, vân vân. Không chỉ là có kiến thức của văn bản, chúng ta còn có kiến thức của tiếng Việt, tập làm văn, có cả văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học, văn tự sự nữa. Cho nên là khóa học đó hoàn toàn là rất là xứng đáng để cho các em có thể tìm hiểu, được không? Nên là bạn nào quan tâm thì hãy nhắn tin để chị có thể tư vấn cho các em nhé. Rồi, còn bây giờ thì các em hãy ghi giúp chị thử thách của ngày hôm nay nè. Thử thách của ngày hôm nay đó chính là các em lại tiếp tục giúp chị thiết lập sơ đồ đây nhá. Hãy tham khảo những cái cách chúng ta lấy từ khóa, cái cách chúng ta phối màu, được không? Để chúng mình thiết lập một cái sơ đồ tư duy học về hình ảnh người lính lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính, được không ạ? Người lính lái xe thôi nhá các em nhá, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần các em thiết lập một cái sơ đồ tư duy để các em ôn tập lại về hình ảnh người lính lái xe ở trong bài thơ tiểu đội xe không kính, bài thơ về tiểu đội xe không kính, được không ạ? Nhá. Rồi, ghi nhớ giúp chị được chưa? Đó, thì các em thấy sao? Buổi học ngày hôm nay với sơ đồ tư duy này thì các bạn đã hiểu hơn và đã cùng với chị ôn tập lại toàn bộ kiến thức về bài thơ Ánh Trăng chưa? Cố gắng nhá. À, thêm nữa này, là ở đây sơ đồ tư duy của chúng mình là cung cấp những ý chính liên quan đến nội dung.
Trong quá trình phân tích, các em vẫn cần phải có đưa vào những đánh giá liên quan đến nghệ thuật nữa nhá. Ví dụ như là về nhịp thơ, về giọng thơ này. Ok không? Rồi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Chị tin rằng là khi mà chúng mình đã chăm chỉ và chúng mình nghiêm túc với quá trình ôn tập thì cái kết quả thu về nó sẽ hoàn toàn xứng đáng thôi. Được không nào? Rồi. À, chiến dịch này của chị thì kéo dài trong vòng 4 ngày thôi. Ngày hôm qua, hôm nay là buổi thứ hai rồi. Ngày mai và ngày thứ tư nữa là kết thúc chiến dịch rồi. Để ngày thứ năm chị còn để dành khai giảng và tiếp tục đồng hành với các bạn ở trong khóa học nữa chứ. Được không? Nhá. Rồi. Và ngày mai thì chị vẫn sẽ gặp lại các em bằng cách là chúng ta sẽ tiếp tục thiết lập những cái sơ đồ tư duy về một trong những cái tác phẩm mà chúng mình đã học trong chương trình ngữ văn 9 học kỳ 1. Và tiếp tục lại người bạn đồng hành cùng với chị đó chính là cuốn sổ tay văn học lớp 9 này. Đồng ý với chị không nào? Hãy cố gắng là chúng mình làm thử thách, thực hiện bài tập đầy đủ để có cơ hội nhận được học bổng này, để có cơ hội nhận được những cái phần quà. Và đó cũng chính là một lần mà các em học tập lại, ôn tập lại những cái bài mà chúng mình đã học rồi. Sẽ không bao giờ thừa khi mà chúng mình nghiêm túc trong quá trình học tập đâu. Các em nhá. Rồi, ok. Còn buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Chị mong rằng là sau những cái buổi học như thế này, các bạn sẽ học tập lại và các bạn sẽ có được một cái quá trình ôn tập thật là hiệu quả nhá. Chúc các em sẽ luôn luôn có cái sự quyết tâm trong quá trình học tập này, sẽ luôn luôn xác định rõ được hành trình mà chúng mình đang đi và không ngừng cố gắng trên hành trình đấy. Còn chị thì vẫn ở đây đồng hành cùng với các bạn, được không? Có thắc mắc gì thì đừng ngại ngần nhắn tin về cho chị nhá. Và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Còn bây giờ thì buổi học này sẽ kết thúc tại đây. Bye bye, cảm ơn các em rất rất nhiều.